Dạ alo. Dạ nghe ạ. Dạ alo, anh bên phòng đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ anh nói mình có hai cái bàn gì mới rồi về mà không chạy hả? Dạ đúng rồi, em test không lên. Em có video, cái đó là có một cái anh ghi thì không chạy, thì mẫu đang giá lên đúng không? Đúng rồi, hàng bảo hành dạ. H81 mà dòng này em bảo hành rất là nhiều. Em test lên, em có video em gửi cho anh coi nè. Anh biết cái đó chạy lên liền. Ủa vậy em gửi em làm cái này không lên đó là do vấn đề gì? Em có cần anh có cần em ôm nguyên cái dàn trâu lên cho anh không? Không phải, cái đó em không biết, nhưng mà ý là em làm man đó anh mở lên thì nó lên. Anh kích nó chạy chứ còn gì anh không có biết gì đó là sao đó anh. Tại vì ở đây bản thân em á, anh kích lên nó chạy thì anh thấy nó chạy thì anh có lấy gì lại thôi. Chứ rồi bây giờ mình giải quyết cái vấn đề thì nó không chạy cái đó. Chứ cần video không phải là video gửi lên chanh luôn. Tại vì cái này á là khách cuối họ sử dụng, khách cuối họ sử dụng. Mình phải tìm cách mình giải quyết cho khách cuối, không để tình trạng mà lúc chạy lúc không được. Còn cái câu chuyện đó anh không phải là người sử dụng, anh chỉ là người test lại thôi. Đây là khách cuối họ sử dụng. Lúc nó lên, lúc nó không. Còn anh không phải người sử dụng thì anh không thể biết được, anh chỉ là kỹ thuật anh test, anh test nó lên, anh trả về. Còn ở đây á, em bên nhận anh, về. Bên anh làm đúng không? Bên anh có kỹ thuật cho anh làm xong bên có anh, người đưa ra cho test nữa. Chứ bên không anh phải làm là có quy trình của anh. Bên là anh làm là có quy trình của anh. Cái đó là em biết. Thì đúng rồi. Đó là quy trình test của anh thôi. Chứ anh không có thể, bên mình nó không có thể sử dụng. Đây là bên này khách cuối sử dụng. Họ sử dụng, em test lên. Ok, không nói chứ không nói gì. Nhưng mà em nhận về. Em test lại, nó không lên. Không phải là vì em muốn vì nhiều chuyện vấn gì đề bên mình nữa, chứ không phải là gì đúng hết. Rồi, nó sẽ có nhiều vấn đề nữa. Nhưng em chứ gửi đi gửi lại em mấy lần rồi. Những cái dòng men này em gửi đi gửi lại mấy lần rồi. Và những cái dòng men đó em đổi mới cho khách hàng và em dựng lên cho khách hàng và nó đã chạy rất là ok. Nhưng những cái dòng men mà nó như vậy, nó sửa chữa, sau đó trả về cho bên em lại test không lên. Ba anh biết à, như rồi xe này nó nè. Có nhiều vấn đề, nó có nhiều vấn đề anh nó nghe, không lên chứ không em, phải là một mình cái men nó không lên. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng là có nhiều ví dụ vấn đề con không lên. Con CPU hay là sao hoặc là cái RAM sao chứ không phải là cái men bảo hành dạ, về rồi. Thì anh trả men hư cho em là men hư nó không lên đâu. Đúng rồi, chính xác. Có vấn đề về CPU và có vấn đề về RAM. Thì anh cần bên em test CPU của em sẵn sàng xuất 10 con CPU mới ra test trên cái men đó và 10 cái RAM mới ra test trên bên cái men đó và em test toàn bộ là hàng mới cả. Chỉ có cái men là cũ thôi. Thì bên mình à, cho em cái phương lên. Hướng á, là giải quyết chứ không phải là em phải là bây giờ em ngồi em cãi nhau với anh đâu được gì, khách hàng thì nó chửi bên em. Đúng không? Đúng không? Chứ bây giờ em test thì không lên. Anh cần em thay bao nhiêu CPU, em sẵn sàng thay bấy nhiêu CPU cho anh. Tại vì em không sửa được tụ thôi. Còn test thì chắc chắn là bên em test như bên anh thôi chứ không có khác nhau cái gì hết. Anh cần xuất 10 cái RAM mới ra, em xuất 10 cái RAM mới ra, em đóng vô test luôn cho anh coi, quay video cho anh coi. Để em xác minh được cái men này là cái men lỗi để gửi về cho bên anh xử lý. Chứ bây giờ em báo cho anh cái men không lên, anh cứ báo lại là bên anh test lên rồi trả về cho bên em. Thì bên em giải quyết cái men này cho khách cuối họ như thế nào. Anh cho em thì anh giải quyết nghĩ, đi. Anh nếu anh cứ nghĩ đi, có khi nào anh gửi men hư lên mà cho anh test qua 2-3 câu mà vẫn hư trả về lại cho anh được không? Đúng không? Thì anh bán rất là nhiều khách chứ không phải là một mình khách. Mình anh đúng không? Cho anh xử lý rất là nhiều. Chẳng là cho anh gửi men hư về lại cho anh để anh tùm lên trên nữa. Ủa? Chứ bây giờ anh phải cho em cái cách giải quyết. Thì bây giờ CPU em sẵn sàng ra 10 cái mới gắn lên trên cái men của bên mình. RAM em sẵn sàng em xuất ra 10 cái gắn lên trên cái men của bên mình. Nhưng mà cái men của bên mình xử lý sao để nó chạy ổn định cho khách cuối. Chứ không phải là về em test không lên. Test lên rồi trả khách. Bên mình có khâu, lên, khâu test cuối cùng anh. Chứ không phải là nói cho anh test thì thật test cái phần làm được cả là hết đâu. Do anh định có một người test khâu cuối cùng đo hoàng. Để ổn định thì cho anh mới trả cho khách. Chứ không bao giờ cho anh làm xong rồi cho anh mới trả. Thì đúng rồi, em không phải là người sử dụng mà là khách là người sử dụng. Anh hiểu không? Thì anh coi lại cái khâu bên khách này chứ sao mà tự nhiên anh nói vậy là sao được? Là sao ta? Khách là người sử dụng, hiện tại là em test lại để em trả cho khách sử dụng để cho khách nó ok hơn. Nhưng mà hiện tại em test nó không lên. Em mới điện báo cho bên mình hỏi là mình đã xử lý chưa. Nếu như mình xử lý rồi
và vẫn không và lên á, bên anh mà test lên mà bên anh bên em mà test không lên thì bên em đang bị trường hợp gì? Em báo cho anh luôn là CPU em sẵn sàng xuất ra 10 con mới và RAM xuất ra 10 cây mới để test trên cái main của anh. Thì anh có thể cho em biết được cái gì nó hư trên cái main của anh, hay là CPU của em hư hay là RAM của em hư. Tại vì nó đơn giản lắm, main chip RAM thôi mà. Đúng không? Thì đúng rồi. Thì chẳng lẽ là do gì? Bây giờ là do hả, mấy con CPU của hãng nó cùn quá, nó 10 con test như nhau hết. Hay là RAM? Thì em báo cho anh để anh có hướng xử lý cho bên em xử lý cho khách hàng, chứ đâu phải là em báo cho anh xong rồi bắt đầu anh bảo là chúng tôi test lên rồi qua những cái khâu của chúng tôi test lên trả về lên là hết trách nhiệm rồi, anh nói gì sao được. Để em hỏi sếp em coi sao đó. Anh cứ hỏi sếp anh, thì cái em điện cho anh để có hướng xử lý những cái men mà gửi về cho em test không lên. Nếu như anh cần clip quay lại, em sẵn sàng quay lại clip test 5 con chip mới em khui ra và 5 cái RAM mới khui ra test tại chỗ, quay gửi clip gửi mail cho anh luôn để anh có hướng xử lý. Tại vì bây giờ chẳng lẽ không cái main mà nó không hư thì mẹ chẳng lẽ con chip với lại con RAM nó hư. Rồi. Đúng không? Dạ rồi, cái này em nhận rồi, em mới nhận hồi sáng nay thôi. 3 cái main, một cái em test lên rõ ràng test lên nhưng mà hai cái kia em kích nó không chạy. Rồi. Và nguồn em báo danh luôn là để có hướng giải quyết. Chip em thay 2-3 con mới đàng hoàng, RAM thay 2-3 cây mới đàng hoàng, nguồn xuất ra 1-2-3 cái mới đàng hoàng để test cái main nhưng mà nó không lên đó, em báo dành để tôi xử lý thôi. Cái gì rồi sao anh gửi, em gửi số điện thoại này nhé, để gửi thẳng nó không có hình luôn, gửi hàng á. Dạ rồi. Dạ.